Thưa quý vị, thời gian gần đây, VTC14 liên tục nhận được thông tin phản ánh của người dân về hoạt động vận chuyển than từ cảng Khánh An, Ninh Bình về phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn của tỉnh Thanh Hóa, rồi để chế biến và sau đó sẽ nhập vào nhà máy xi măng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Điều đáng chú ý, theo phản ánh của người dân thì khả năng đây là than nhập lậu, vì khi cơ quan chức năng kiểm tra, các tài xế không trình được bất cứ các loại giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc. Sau đây là ghi nhận của VTC14. Cảng Khánh An, tỉnh Ninh Bình vào khoảng 9 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2023. Hoạt động bốc dỡ than từ tàu lên xe tải diễn ra nhộn nhịp. Khu vực cảng vận chuyển nằm trong khu vực có hàng rào bằng tre, được che kín cẩn thận, người lạ không được phép vào trong cảng. Và đây là những chiếc xe tải rời cảng Khánh An lưu thông ra tuyến quốc lộ 1A qua địa phận thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, hướng ra thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khi tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra ngẫu nhiên một phương tiện, thì lái xe không thể xuất trình được các giấy tờ liên quan tới hàng hóa trên xe. Kiểm tra trên thùng xe tải chất đầy than cám. Vậy câu hỏi đặt ra, nguồn than cám trên của doanh nghiệp nào? Và đây là thông tin mà lái xe Đinh Ngọc Sĩ tiết lộ. Hôm nay em mới chở này, chỉ có nghĩa là thi thoảng nhà máy người ta lấy mới chở. Thế chở than không hóa đơn chứng từ cầm đi thế này thì mình bị... Có hóa đơn của nhà máy chứ anh, hóa đơn của nhà máy người ta cầm vào chứ anh, vào trong nhà máy đây này. Chứ bọn em thì... Nhà máy nào? Nhà máy xi măng Bỉm Sơn á. Vâng. Tức là anh đây là chủ hàng? Em chạy thuê thôi. Còn chủ hàng người ta cầm giấy tờ. Chạy thuê cho đơn vị Long Thanh. Vâng ạ. Long Thanh, cái than thì người ta mua ở đâu vậy đấy? Em không biết đâu, em chạy thuê và em biết là sao được anh. Nhưng mà khi có người bên ngoài là anh có phiếu cân. Em có phiếu cân nhưng mà hóa đơn giấy tờ của than thì em không có đâu. Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, VTC14 tiếp tục phối hợp với trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình để kiểm tra ngẫu nhiên phương tiện thứ hai. Kết quả cũng cho thấy trên xe chở đầy than cám với trọng lượng hàng lên tới gần 30 tấn. Các lái xe đều thừa nhận chỉ là lái xe thuê và khẳng định việc đưa than ra ngoài cảng không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ liên quan tới nguồn gốc hàng hóa. Còn phiếu cân thì nó chỉ có trong phiếu cân này luôn thôi anh ạ. Chứ còn bọn em thì cái hóa đơn xuất bến đấy thì là phải riêng. Bên công ty họ làm riêng. Bên nhà máy họ, bên cảng với bên nhà máy anh, họ làm cái riêng. Còn cái này là phiếu cân này, bọn em chỉ cầm phiếu cân này về đưa cho nhà máy rồi họ cân đúng rồi là nộp cái phiếu này cho họ thôi. Có một điểm rất đáng chú ý, đó là hầu hết các xe tải chở than đều trong tình trạng quá tải từ 50% đến 200%. Qua kết cả kiểm tra cân tải trọng đối với xe anh thì xe anh vượt khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 219,1%. Thì giờ chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản đối với hành vi vi phạm trên. Từ thông tin của lái xe, được biết số than cám trên sẽ chuyển bán vào các nhà máy xi măng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Vậy nhưng, thật ngạc nhiên, qua tìm hiểu của VTC14, thì số hàng này lại được tập kết về bãi than của công ty cổ phần than khoáng sản Long Thanh thuộc địa bàn tổ 7, khu 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.